kỳ phong công nhiếp thần thụ song cường thấy sắc nổi lòng nằm chính trong tiểu thuyết bá tổng của kỳ phong cổ một bá tổng danh xứng với thực trên người có tất cả ưu khuyết điểm của cổ sớm bá tổng đặt ở trong hiện thực đại khái sẽ xuất hiện trong tin tức pháp chế nhưng chính là một người ở trong hiện thực từng phút từng phút tiến vào cục cảnh sát một ngày vừa mở mắt liền đến thế giới hiện thực kế thừa một công ty nhỏ vốn tưởng rằng có thể thuận buồm xuôi gió tái tạo huy hoàng kiếp trước kết quả đang chuẩn bị đại triển quyền cước thời điểm trong hiện thực thương chiến cùng pháp luật cho hắn một đòn cảnh cáo hắn trải qua thương chiến ngươi lừa ta gạt ngươi chết ta sống trong hiện thực thương chiến cho đối phương công ty cắt điện tưới chết đối phương cây phát tài tại internet trong thế giới bỏ đá xuống giếng nhiếp thần là một thành viên tốt nghiệp đại học làm một sinh viên chính quy bình thường coi như xong chuyên ngành vẫn là ngoại trừ thi công hoặc là ngành giáo dục ra thật sự không nghĩ tới còn có chuyên ngành giáo dục tư tưởng chính trị nào thích hợp sau khi gửi mấy trăm bản sơ yếu lý lịch cuối cùng trở thành trợ lý của kỳ phong là người khống chế nhan sắc nhiếp thần vừa nhìn thấy kỳ phong hai mắt liền sáng ngời đến cuối cùng lựa chọn công việc này cũng không biết là bị đãi ngộ hấp dẫn hay là bị khuôn mặt kỳ phong hấp dẫn bất quá nhậm chức chưa được vài ngày nhiếp thần cũng có chút hối hận bởi vì hắn phát hiện tư tưởng cấp trên của hắn rất nguy hiểm đưa ra phương án là tiết tấu từng phút từng phút bị bắt vào, nhưng hợp đồng đã ký, đành phải kiên trì lưu lại, vừa thưởng thức khuôn mặt tuyệt mỹ của cấp trên, vừa. Lo lắng đề phòng, sợ ngày nào đó mình bị cấp trên liên lụy, làm một bại nước mắt sắc. Hai người hoàn toàn khác nhau, sẽ lau ra cái gì? Chương 1 Thức tỉnh Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét? Chương 2 cùng ngươi bên trên thương lượng chuyện gì. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 3 Tiếp nhận công ty Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 4 Ném sơ yếu lý lịch Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 5 Nhìn thoáng qua bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 6 Gặp nhau lần nữa. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 7 Tán thưởng Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test. Chương 8 Phỏng vấn thông qua Bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 9 Âm thầm đáng tiếc Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 10 Cuối cùng một bữa cơm Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét.